Alo, Alo, chân khỏe không bò? hả? Khỏe rồi bê ơi. Ủa, ai bê mày? Mày á. Gọi, đang gọi nhét tiền trời. Mày đang gọi cho ai hả? Đang gọi cho con bò nè. Bò là ai? Bò là ăn quà đó. Đang gọi cho nó nhiên hết tiền à. Ê, mày có điện thoại cho mượn ai? Chi vậy? Thì đang gọi điện cho ông Hòa hỏi thăm cái chân nó lành chưa mà. Thôi khỏi, mày xài bán gì đưa tao tặng cho cái cạc nè. Wow. Ghê hả, dạo vậy hả? Mày xài bán gì? Việt Heo. Ủa sao mà nhiều điểm nổi đáy cào dữ vậy? Làm nhiệm vụ một xuân mà chứ sung sướng gì. Cạc 10 ngàn nha. Ê khoan, sẵn tiền đổi cho tao 50 ngàn không đi? Đổi 50 ngàn nhớ trả cho ba. Ok. Rồi đó, coi vô chưa đắng. Ê, vô coi nè, cảm ơn mấy nhân ghẻ. Ở cần cảm ơn, nhớ trả là được rồi. Yên tâm, tao sẽ trả mà. Ủa, cái app gì mà mày đổi tiền hay dữ mày? App này là Link Story. Người dùng có thể lướt tin tức, xem video, trả lời câu hỏi, chơi game, đăng nhập mỗi ngày để nhận điểm thưởng. Điểm thưởng này có thể đổi quà, rút về ví Momo hoặc là đổi thẻ điện thoại. Ủa, mày phát hiện đâu ra hay dữ ghẻ? Nó lướt TikTok cả ngày nên tải về đó. Ủa, mày cũng tải về đó hả? Có sao không có mày. Ê, sẵn tiền cho tao cạc 50 nữa được không? Mày có nghe câu không làm mà đòi có ăn không? Vậy mày không biết rồi, ghẻ nó mới cho tao cạc 50 luôn kìa. Ê, cho mượn chứ không có cho nha mày. Lo mà tải về làm nhiệm vụ đổi điểm thưởng trả cho tao mày. Ủa ghẻ. Gì mày? Hồi nãy anh Vũ kêu mày ra kêu đẳng vô mà. Chết cha qua luôn. Ủa mà nãy kêu gì vậy? Thì anh Vũ kêu vô đi quay clip. Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và ngày hôm nay để không phụ lòng fan thì mấy em mình sẽ tiếp tục quay lại cái series trốn tìm nha các bạn. Đúng rồi đó anh Phú. Em định kêu anh Phú làm lại cái series trốn tìm đó đó. Thôi đi, lần nào mà anh kêu mấy đứa suy nghĩ ý tưởng thì không ai có ý tưởng hết. Mà lúc anh nói ra cái đúng rồi đó anh Phú, em có ý tưởng đó đó. Thiệt mà anh Phú, nãy giờ em suy nghĩ trong đầu em rồi. Mà em tức, em trốn kỹ như vậy mà vẫn bị bắt. Mày trốn kỹ quá ha, trường nhóc chỗ trốn như đó mày không trốn, mày ra giữa sân mày trốn. Đã nằm giữa sân chống phọc rồi thì mày nằm im đi, mày còn bật đèn nhấp nháy như vũ trường vậy đó. Đâu có, lúc đó mũi chích quá, bật đèn lên đập mũi review cho bạn xem luôn. Anh Toàn thấy ghê luôn đó vậy. Quá an toàn luôn Phú ơi. Mày vậy là còn đỡ rồi đó, tao mới tức nữa nè. Anh à, anh có gì đâu mà tức. Sao không tức, cái thùng rác nó thối còn hơn shit nữa. Mà bữa đó mày không chui vô sao mày kêu tao chui vô chi vậy? Anh làm anh là anh phải đi trước chứ. Em mới tức nè. Sao tức mày? Em đứng canh thùng rác cho anh, mũi chích gần chết. Tao thấy có gì đó sai sai đó mày. Sai sai gì? Sao mày không đi trốn nên mày đứng đó mày canh tao chứ vậy? Em biết anh sợ ma nên em đứng canh cho anh á. Anh lạ, anh không biết gì hết trơn á. Lúc anh phút lại á, là em còn nói là ở trong thùng rác này là không có ai đâu. Vậy mà anh bị bắt. Tức. Mấy bay hiểu lý do sao tao bị bắt chưa? Hiểu rồi, thôi không cảm cho nó đi mày ơi. Mày đứng đó là mày chỉ tao đó. Ai mà biết đâu. Ôi, chuyện qua rồi không kể lại nữa nha các bạn. Sao hôm nay mấy đứa có đồng ý làm cái series trốn tìm, người cuối cùng trốn tìm. Ý, đội cuối cùng trốn tìm cho mọi người xem không? Em đồng ý anh Phú. Nhưng mà chơi trốn tìm buổi tối á, ai cũng bỏ em hết trơn á. Ai bỏ? Anh Hai với anh Đặng anh Phú, cộng thêm anh Thoại nữa. Vì tao nữa mày. Mày cưng chạy theo anh chi, cưng có bò anh đâu. Nữa lại nhắc lại chuyện cũ, nhắc lại chuyện cái ao nữa các bạn. Ơi, nếu các em đã đồng ý thì ngay bây giờ đi luôn nha các bạn, không để các bạn chờ lâu nữa. Khoan, em có ý kiến nè anh Phú. Sao em? Anh tìm chỗ nào nhiều bụi cây chút nha. Nhiều bụi gặm để dễ trốn nữa. Với lại tìm mấy cái cây nào mà leo không được nha anh Phú. Mấy đứa này mà leo cây khó tìm lắm. Mấy cái cây mà leo không được hả? Cây leo không được thì chỉ có thể là cây cỏ thôi. Cây bắt mèo nữa anh Phú. Mấy cái cây này có gai mới leo không được đúng không? Đúng rồi. À, có rồi. Anh có khu vực này cho mấy đứa chơi trốn tìm vui nữa nè. Cái gì anh Phú? Vô tình có luôn nha các bạn. Ngay bây giờ đi theo anh rồi sẽ biết. Đi thôi. Let's go. Hôm nay mấy em mình sẽ tiếp tục chia đội để coi đội nào chơi trốn tìm thắng và sẽ nhận được giải thưởng trị giá 3 triệu dành cho đội thắng cuộc nha các bạn. Yeah. Và bây giờ sẽ chia đội bằng cách anh có cái cách Plexi ngầu kiểu mới nè. Sao Phúc? Có nghĩa là bây giờ 4 người lớn nút sẽ đứng một bên và 4 người nhỏ nút nhất sẽ đứng một bên. Sau đó những người nhỏ nút sẽ lắc với nhau một lần nữa để chọn lớn với lớn, nhỏ với nhỏ là thành đội 2 người. Được chưa? Được rồi. Hiểu chưa? Được rồi. Đội lớn nút cùng vậy. Ok. Rồi, ai lắc trước? Rồi. Cho Thành Nhái lắc trước nha các bạn. 4, 5 nút. Rồi. Lộn. Hồi lắc đưa anh cầm luôn nè, để anh cầm luôn nè. Đưa lên tay anh. Đưa lên tay anh cho nhanh nè. Bỏ xuống dưới chi rồi, mở. Còn. Một nút. Rồi, rồi tới em. Rồi, mở ra luôn nè.
Trời ơi, không không thay đổi. Chưa. Để tao chưa đi đâu đã biết đội nhau đâu, còn lắc một lần nữa. Lắc trước nha các bạn. Rồi, em lắc đi. Em thích lắc, lắc đi. Lắc. Rồi, một nút luôn nè. Thôi. Một. Năm nút. Rồi, hai lắc đi. Dễ hơn biết trời. Con nhắn. Ba nút. Đắng. Số 2 đi nhớ nha anh em. Bốn nút. Thôi mèo. Thuận chứ. À thuận. Thuận chuột. Vô. Bốn nút. Mạnh lên, mạnh lên. Rồi, bốn nút rồi cái này. Ba nút. Rồi, nãy giờ ai nút nhỏ đứng về bên tranh coi. Và bây giờ là lần lắc đợt thứ hai. Ở vòng thứ hai này, đội nhỏ sẽ lắc theo kiểu đội nhỏ, đội lớn sẽ lắc theo kiểu đội lớn. Đội nhỏ trước nè. Nhà lắc trước. Sáu. Sáu nút. Tay ai. Mạnh lên em. Sáu. Một nút. Một đứa trời. Cái gì? Cái gì đó làm thầm trong miệng vậy em? Ơi, đừng 5 nút. Tao mày non quá. 6 nút. Vậy là em với ái một cặp. Với Nhã hả Phúc? Nhã 6 nút luôn. Ủa, Nhã 6 nút rồi, Nhã 6 nút con em. Thôi đừng kìa. Nhỏ cái nhỏ nè, em mấy nút? Em 5 nút rồi. 5 nút vì 1 nút, 6 vì 6. Rồi, đúng. Xong. Kỳ vậy luôn. Kỳ gì? Gánh thêm đi em, gánh thêm đi, gánh thêm đi. Rồi tới đội lớn nè, bên này xanh rờn luôn đây. Trời, ông này nhỏ con. Phải gánh là nhẹ mới được nha. Vậy rồi. Em gánh mới đúng em không? Gì? Em gánh mới đúng. Cứ gánh vậy đã hả? 6 nút. Rồi. Ai chung đội với thằng ghẻ hay lắm nha. Thằng cấp lắc cái đi. Rồi. Nào kẹt. Thôi nào kẹt coi. Trời. 2 nút. 2 ngày nào kẹt 2 ngày. Đem. 6 nút. Rồi, anh nháy với ghẻ rồi. Xem. Xong rồi, gọi là không biết này. 6 ơi, lắc lại. 4 nút. Rồi. Em mấy nút ạ? 2. Thôi, em với Thần Tý là một cặp. Nháy với lại thật ghẻ một cặp nha các bạn. 6 đứa sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đi thôi. Xe tới chưa ta? Xe lâu tới với anh Phu. Phải chiếc xe 16 chỗ hổng không anh Phu? À, chiếc xe 16 chỗ vừa hổng là dạng thường rồi. Nay anh thuê hẳn một chiếc xe hơn 30 chỗ luôn. Sang với Phú. Ôi anh Phú sang dưới trời, anh Phú thuê xe 30 mấy chỗ cho mấy anh em mình đi chơi trúng tiệm luôn các bạn. Ôi, gì đây? Chơi là phải chơi lớn như vậy. Sao thích không? Thích. Kiểu này phải chơi hết mình mới được. Chính xác, chơi hết mình mới được. Có phải chiếc này không anh Phú? Đâu đi xe này em, xe kia đẹp hơn. Nè camera của từng đội, tự chia nhau nha. Cảm ơn anh Phú. Cảm ơn anh Phú. Cảm ơn anh Phú nha. Xe lâu tới với người ta. Gần tới đây. Ơi xe tới rồi kìa. Ơi xe tới rồi lên mấy đứa ơi. Có lộn xe không anh Phúc? Có lộn xe không? Lộn xe gì? Xe này là xe 30 chỗ chở được. Nói chung là chở hơn 30 người luôn. Cứ lên đi. Rồi mấy đứa lên xe làm gì đứng ở ngoài vậy? Xe gì kỳ vậy anh Phúc? Kỳ gì? Trời ơi xe này chở tới 30-40 người được chứ nói gì. Lên. Xe này chở 100 người còn được nữa. Ừ đông lắm. Lên. Chiếc xe này chở 30 con heo con á. Hồi nãy anh nói là anh cho chiếc xe gì 30 mấy chỗ mà. Xe này 30 mấy chỗ chứ bộ. Thôi lỡ là lên luôn đi. Ừ, lên xe đi. Là mai muốn cho đi bộ cái nữa. Xe này có cần nổi nó mạo hiểm không? Xe này khỏi nó mạo hiểm em chơi thoải mái. Con. Lên nha các bạn. Ôm đứa lên chưa? Gì? Ủa anh Phúc. Anh lên trước anh ngồi, anh đâu ngồi chưa sao đâu rồi. Đóng cửa nhốt heo này nha các bạn. Rồi nhốt mấy con heo này. Nhốt mấy heo này lại mới được. Rồi ngồi im nha, ngồi xuống. Mình đứa thấy sao xe Lamborghini. Đây là chiếc limousine màu xanh nha các bạn chứ phải màu đen. Đi chiếc này thôi mát. Mấy cái chiếc siêu xe là gì mà có mui trần vậy? Đúng không? Xe này là mui trần toàn diện luôn các bạn. Rồi bác Tài ơi, đi bác Tài ơi. Xe này nó không bao. Xe này nó thoáng từ ở ngoài vô thì sao luôn bố ơi. Mấy đứa có nghe mùi heo không? Thôi mùi heo xíu nha các bạn. Rồi đi đây. Ngồi bên thương. Ngồi bên kia cho đèo xe. Bên kia ngồi. Đi thôi các bạn. Quá mát luôn. Chạy xe này phải gọi là anh xuống anh Phú. Quá đã các bạn ơi. Anh ngồi nguy hiểm quá. Cái này nhẹ lắm quá. Cái này nặng. Cái này lắm. Yên tâm đi, cái này chắc lắm. Ngồi đó đi. Mát đâu. Quá mát đúng không? Trời ơi. Anh sẽ thử người kia đúng không? Đúng quá à. Đã không?
Ê, nó chứ ngồi xuống đi, mất công em rớt lại á. Rớt lại phía sau. Anh Phú ơi, quá chậm, người ta đi ngang dậm anh em. Sao sao người ta đi ngang ta dậm mình dữ vậy anh Phú? Mình siêu xe, mình vừa ở trên một cái con siêu xe phải nói là cực kỳ đẹp, cho nên ai đi ngang cũng phải nhìn nhé anh. Có nhiều người ước đi trên này mà đi không được đó. Kiểu như người ta sợ người ta không đi á. Chỉ có mấy con nghèo nó mới đi thôi. Cảm nhận của mình khi đi xe này là xe này nó mát đó, nhưng mà hơi nắng nha, không có cái mùi. Để các bạn, mấy đêm mình tới khu vực chơi trốn tìm ngày hôm nay rồi các bạn. Đây. Ôi, nhìn rất đẹp thiệt chứ. Đã. Khu vực vườn chuối này rộng đến vài chục ngàn mét vuông nha các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mấy em mình sẽ quy định chỉ trốn trong vòng 10 ngàn mét vuông thôi. Tại vì rộng quá mình sẽ đi tìm rất là khó. Và một điều đặc biệt nữa là trong vườn chuối này trồng rất là dày đặc nha các bạn, cho nên khả năng nhìn thấy nhau rất là khó. Lá cây chuối nè, thân cây chuối nè, nhiều bụi chuối cũng như là nhiều cái tán cây nó che lấp nhau, khó tìm nhau lắm. Phạm vi 10 ngàn mét vuông là tương đối rộng lớn để cho mấy em chơi rồi. Sao, thấy rộng lớn không? Không. Chơi trong này chắc vui hơn mấy cái vườn trái cây khác đúng không? Dạ. Nhiều vị trí ẩn nấp lắm nha các bạn. Nhưng mà anh dặn mấy đứa nè, vô đây tuyệt đối không được bẻ chuối hoặc là phá phách liên quan đến cây chuối của người ta nghe chưa? Dạ. Nhớ đó. Đó. Thôi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng thì về đội của nhau đi. Chiến luôn đi anh Phú ơi. Hả? Chiến liền luôn đi, em gấp dữ lắm rồi đó. Gấp cái gì đâu, gấp từ từ rồi sẽ có hết à. Đội của ai bắt cặp hết nha. Đây anh Phú. Sao hai đứa này mặc đồ giống nhau quá vậy? Đội chung đội luôn, mặc đồ giống nhau á, hợp chính Phú. À, đồ cặp luôn nè, trời ơi. Bây giờ bắt đầu mấy anh em mình tiến vào vườn chuối nha các bạn. Đây mấy đứa qua đây nè. Có đường qua nè. Cái chuối này đã quá. Trời đất ơi, cái cây chuối nó mềm xèo mà ổng nhảy, ổng đứng ổng nhảy. Quá chuối. Đi con nướng đi, nó cứ nhảy người ta để bước qua cái chạy bên kia cái nướng nhảy, đi qua kia chùm mình cái đi anh hai. Tự thui. Chưa gì. Rồi. Vậy cái cầu đi qua luôn rồi. Mấy em mình tiến vào trung tâm của vườn chuối này nha các bạn. Bây giờ mấy đứa có thời gian là 10 phút để chạy trốn. Sau 10 phút anh sẽ bắt đầu đi tìm mấy đứa. Ok. Dạ, ok. Như luật cũ thôi. Được không nhỉ? Được. Được. Mấy đứa sẵn sàng chưa? Được rồi. 10 phút để cho mấy đứa chạy trốn chuẩn bị. Bắt đầu. Ê. Giờ mấy nè. Giờ mình với thằng xe đi trốn nha các bạn. Đi. Mình chỉ xéo ở đây nè. Qua đây ấy ơi. Ây da. Chưa dết đụng đâu, vô buồn chuối hả? Đứa vậy? Đứa vô buồn chuối. Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây ấy. Mình đi trốn từ từ thôi con ơi. Không chạy chi cho nó mệt. Chừng nào mà anh Phú bắt rồi mấy anh em mình chạy. Chuối người ta sẽ bịch lại như vậy rồi người ta sẽ. Chừng nào nó già rồi người ta hái. Xong rồi người ta sẽ xuất khẩu nha các bạn. Quá trời luôn. Hầu như là chuối này chưa chín nha các bạn. Điều đó ai cũng biết hết á. Ui, cái tàu chuối bự ghẻ. Ui, nó bị con gì ăn rồi. Chuối sau này đóng ấy rồi ta. Nó chưa lớn mà. Trời ơi. À trời. Buồn nào buồn ấy nó bự. Wow. Rồi giờ đi đường nào. Đi qua đây đi. Qua lẹ đi, đi lẹ đi, đi chậm chứ vậy. Ê, cái này dưới cát nè. Cái này dưới cát nè. Dạ. Đây. Ở đây là cái cáp treo mà thường ta để cái chuối lên đây xong nó đẩy tới khu tập trung chuối nha các bạn.
nói với các bạn á, hồi nãy đi trên chiếc xe xe ba mươi mấy chỗ gì của anh Phú á các bạn, ôi nó ê đích, gặp ảnh dẫn đi vô đâu mà cái đường mà đường đất không các bạn ơi, mà người ta đổ đá mà người ta chưa có xe lưu lưu ra các bạn. Trời ơi cái đường, nói các bạn nó chán. Lại đi nãy giờ cũng chưa thấy cái gì hấp dẫn. Chuối xung quanh tao là chuối. Cái chuối gì? Chuối mà không ai thấy luôn kìa. Giờ bộ mày nằm xuống đây tao chụm thử kìa. Hả? Giờ bộ nằm. Được không? Chụm lên thử coi. Ok không? Nằm xuống, nằm xuống. Camera kìa. Ê, 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 nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Wow, không thấy luôn. Thiệt. Cái này để tôi đắp xong xong. Hả? An toàn chứ. Nè, các bạn thấy đâu nè. Như tượng luôn. Nó thấy mỏng rồi nha. Còn nhiều mỏng mày. Mình đi sâu sâu vô đây chứ. Mới đi con khúc mà mình nó có đâu vậy. Đi. Bây giờ mình kiếm chúa mình trang bị nha các bạn. Đang chạy anh không ủa biết. Ủa mèo. Vậy con cái sắt trên đầu này là cái gì vậy? Con cắp đúng không? Đây nha các bạn. Hả? Ủa à, chú này bây giờ nó gớt rồi. Mà mấy anh em mình không hái luôn nha các bạn. Không hái nha các bạn, nó tự gớt nha các bạn. Đây. Đó. Rồi tính được đây. Thì tao quay cho. Nè nè nè. Ờ. Chuối nè. Chuối nè. Nè, mời các bạn nha. Chú này chú sáp các bạn ơi. Đã không? Cái lỗ cắn quá. Trời. Coi nãy chuối nè các bạn. Cái bắp chuối mà nấu canh chua là hết sảy con bà bảy luôn các bạn. Ê Thuận ở đây chụp cho ta tấm hình cái Thuận. Anh đã cho gì? Mày nói tao chó mày. Không. Anh đã cho em mượn camera em trời mới ơi chụp được. Mày tưởng mày nói tao chó chứ. Để em canh nè. Không, chụp kế bên cái nãy chuối nha. Lẹ đấy mày canh gì hả? Để em cho camera mới được. À vô nè. À, thấy chưa? Sao? Chưa được chưa? Từ. Chậm nữa đi. Nhanh quá. Có chưa? Đẹp chứ mày? Có chưa? Coi. Ok. Để coi coi. Ủa sao mà em chụp tao? Sao mà chụp nửa người được không vậy? Ủa rõ ràng là em canh anh rồi mà ta. Rồi xong, thôi mày đưa cam ra cho tao luôn đi. Tao quên cái vụ mày bị lé nữa chứ. Anh thấy thấy em chụp nghệ thuật không? Chụp xong chết nghệ thuật cái gì? Chừng lọt nha. Có được không? Được rồi. Đi quà. Sao? Bây giờ tao không thích đố mày chơi solo kèo chuối không? Dám chơi không? Chơi không? Nếu mà đội nào thắng á, tí mà đội đó thắng cuộc thi này á thì phải chia cho đội nào thua á 500. Chơi không? Không biết mày có lấy được giải thưởng không mày rủ tao chơi. Trời ơi, mày chơi không? Sợ hả? Chẳng lẽ mày sợ hay tao trời? Ghén rồi. Sao vậy? Chơi đi, anh chung mà phải em chung đâu. Gì vậy? Chơi nháy. Chơi, mày chơi tao chơi à? Vô không? Dám không? Vô đi. Ngồi một lỡ, hồi á lỡ mày thua mà mày không lấy được giải thưởng rồi mày chung tao bằng gì? Thì tiêu gì? Tiêu nợ. Sao trả thôi? Chuyện nào thắng mà thắng nữa luôn. Chuyện nào thắng thì trả. Chơi hoài chơi hoài, chuyện nào thắng thôi. Đúng thắng rồi thì trả. Sao? Vậy là tao quay thiếu tao hoài luôn hả? Ừ. Tao cũng lỡ trả cho tao có thiếu sao mày đâu. Lỡ tí thắng sao? Chơi đi dễ lắm. Chơi luôn, suy nghĩ gì nữa. Cái này con gái kêu tao chơi tao mới chơi nha. Ừ. Chơi luôn mày. Ok. Cầm quay ơi. Rồi leo cây nào? Bây giờ cầm đi nhé. Này. Để đây cho. Lấy cái nào? Kiếm cái nào chân chân rồi leo. Tôi có cây cho mày leo nè. Cây gì?
cái này nè. Đâu? Cái này sao léo? Nó cái đứng ra đây hàng nào đứng dậy vậy luôn. Rồi giờ tao chơi cái này luôn, chơi bự này luôn. Ghé. Mày... cái này cho tao nè. Thôi. Mình chơi cái này đi. Chơi nào? Mày cái nhỏ cái luôn. Đi. Rồi chơi cái này ha. Cái này nãy là. Rồi ok. Sẵn sàng chưa ạ? Từ đếm 1, 2, 3 nha. Okay. Tao đếm 1, 2, 3 hai mấy bắt đầu leo nha. Ok. 1. Gán tới đọt nha mày. Ok. Game gì? 1 2 3. Cố lên ghẻ. Leo đàng hoàng cơ mày càng gõn gõn hoài hả? Sao nó chờ quá vậy? Cố lên, cố lên mày ơi. Cái chuối nó bóng luôn rồi nè. Phóng lên luôn. Vô. 1, 2, 3. Cố lên. Lẹ lên lẹ. Ôi, sao thuộc rồi? Giận lắm. Cái chuối tao chơi quá đổi cây đi mày ơi. Cây nào cũng chơi hết á. Mày làm cái mì lọt chi à? Chơi quá vậy sao ta? Để suy nghĩ. Cái gì? Ok ok, đỡ bên. Chuối tao chơi. Mày lên. Rồi chén chân cho tao. Khoan. Khoan chén chân rồi. Lại. Chạy 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 rồi lại 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 lên 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 mày chịu cái gì của tao đi lại chung lại chung cho tao đỡ lên. Ủa? Ai cho ai cho cởi áo mới được mình được mình đỡ mà. Dạ ok ok. Cởi áo. Rồi lên đi. Lên. Rồi ok ok. Được chưa? Rồi. Cho tao cái đầu ra. Được chưa? Lên ngoài giờ lên ngoài. Ờ chưa ghé. Được chưa ghé? Trời không mấy đi trốn đi chứ chèo cứ này mệt quá mày ơi. Vậy tao đi trốn nha. Ôi đã tao xuống mày. Tự tự xuống đi. Thôi anh bỏ em hoài. Xíu anh Phú bắt là thua trò chơi này luôn á. Thôi nghỉ mày ơi mệt lắm rồi nghỉ. Quay về đi. Đi trốn. Ê thôi, cái gì mày? Bây giờ ở vườn chuối này rộng quá. Hay là tao với mày chia mỗi người trốn một kiểu đi. Là mày, giờ, bây giờ mày trốn ở đâu? Bây giờ đúng không? Bây giờ tao sẽ lên đọt chuối tao trốn. Ok, còn tao thì... Mày á, mày ở dưới, mày lấy lá chuối mày đắp lên. Ok không? Ok, nhưng mà... Tao đi trước đây. Khoan. Mày lên đây. Cái gì? Mày chưa đỡ tao lên, sao tao lên chả mày? Đảo lên cái chuối nào. Nè. Đỡ tôi lên ngay này nè. Nó trơn như vậy. Mày ngồi xuống mày đỡ tôi lên đi. Rồi lẹ. Lên. Khoan. Cái gì nữa? Đợi tao xíu. Lẹ đi. Từ từ mày. Ô đi kiếm mày kìa. Làm gì gấp chứ hả? Lên chưa? Lên. Lên. Từ nha. Ây da, nặng. Mày nặng vậy? Mày lên từ từ thôi. Rồi, rồi, rồi. Từ từ. Rồi, lên. Mày nặng vậy? Lên, lên, lên. Cái gì vậy mèo? Mày nặng vậy? Mày lấy bờ nó thủ tao chứ. Rồi, rồi, rồi. Đấy nè. Ngày lên lẹ đi vô kiếm rồi. Lên. Trời ơi mày đặt cái. Không nổi. Chốt. Chốt. Cái lửa căng dữ vậy. Cái cây chú này ướt quá. Ướt không? Rồi. Đây nè. Kế bên có cây chú khô nè. Mày đỡ nó lên đi.
Từ từ nha. Đấy, lên. Ai từ từ. Đang xuống. Xuống. Sao mày yếu vậy? Lên luôn rồi, ngã cái chuối rồi. Đi cây chuối khác đi. Ê mày, cái gì mày? Ở đây ngoài cái chuối còn cái gì để trốn không? Còn nhóc luôn. Cái gì? Cái cỏ á. Cái cỏ sao leo? Mày khỏi leo. Mày nặng cái chết luôn mày kia tao. Trời ơi. Dính giùm tao mày. Rồi, gán lấy cái dễ nhất cho mày. Ok. Thấy đẹp rồi đó. Đẹp không? Đẹp. Ok. Giống mấy ông đi test Covid đó mày. Mày hơn á. Ok. Ok. Ngồi im nha. Nè camera nè. Đây. Rồi mày đi chốt mới gã. Ok tao đi. Đi đi. Đây các bạn mình là ninja nè. Thuận ơi. Gì anh? Bữa nào mày đi bác sĩ khám lại mắt mày đi. Khám gì anh? Thì khám hai con mắt á. Mắt mắt sao anh? Thì con mắt cái bị gì vậy ta? Ý ý anh là bị lé hả? Ừ đúng rồi đó. Lé bẩm bẩm sinh mà sao chị được anh? Tranh thủ kiếm chỗ núp đi ấy, rồi nãy giờ không thấy chỗ nào núp hết á. Ờ. Nãy giờ không biết điện thoại nó núp chỗ nào rồi. Mình chưa có chỗ núp luôn á bạn. Nghe tiếng này nè. Đi ngã đâu lù lù đây các bạn. Cái lùm này đường nè bạn. Bây giờ mình phải núp ở đây nha. Mặc dù ở đây khá là kiến lửa nhiều nhưng mà vì cái giải các bạn ơi. Nãy giờ mình đi sâu lắm rồi đó. Mà thượng với gái mình sẽ hù nó. Giật mình mày. Mình chết rồi cái mắt. Mình chết rồi. Vui hết hộp. Chết. Nhả lù lù đi đâu rồi các bạn ơi. Ê, ghẻ kìa các bạn. Anh, thanh điện thoại. Đi đâu ghẻ? Tao điện thoại mày luôn á. Giờ tao đi trốn nè. Thì giờ tao cũng đi trốn nè. Vậy mày đi trốn đi. Vậy mày cũng đi trốn đi. Ê, không có chơi nhái rồi nha. Ê, tao không chơi nhái rồi nha. Thôi kể đi các bạn ơi. Thôi kể đi các bạn ơi. Đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ review chuối cho các bạn xem nha. Đây, chuối đây. Đầu tiên mình nói về cái thân nó chứ đi. Ở trong. Đâu đây nữa thật. Mày đi đâu đây nữa thôi. Tao đi review chuối mà. Thì tao cũng đi review chuối. Tao lại mày à, đã nhái còn đi theo tao nữa ba. Thôi kệ đi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi review tác dụng của cây chuối cho các bạn xem nha. Như cây chuối trước mặt mình đây các bạn có thể thấy. Đầu tiên là lá chuối nha các bạn. Lá chuối này có thể sử dụng gói bánh vào dịp lễ và Tết nha các bạn. Cái đó mày không biết. Im đi mày ơi. Mày review đi. Kệ tao mày nói gì hả? Đây là cây chuối con nha các bạn. Khi mà nó lớn thì nó đẻ ra được quài chuối nha. Cái đó là điều hiển nhiên. Còn trái chuối khi chín thì các bạn dùng để ăn nha. Cái đó con nít cũng biết nữa. Còn thân cây chuối này người ta sẽ sắc cho gà, cho vịt hoặc làm bè. Trời, làm bè hoài ai mà chẳng biết mày. Cây chuối có khá là nhiều công dụng nha các bạn. Mày review thiếu rồi. Thiếu cái gì mày? Còn củ chuối nữa mày. Củ chuối làm gì? Củ chuối để xào thịt chó. Mày review hay quá, sao hồi nãy mày không vô review luôn đi? Tao thích ở ngoài góp ý được không? Thôi mẹ đó, mày review tiếp đi, tao đi trốn mà. Tao cũng giỡn với mày nói tao đi trốn luôn. Bà đi đâu đây vậy trời? Đi chung với được không? Đồng đội bà đâu? Hồi nãy nhả hù xong rồi chạy tán lận hết trơn rồi. Không mấy cho đi chung với được không? Nữa đi chung đó hả? Chứ giờ lạc đồng đội ra biết đâu mà tìm. Đi chung bị bắt giống bữa hổm lên đó. Kệ đi chứ đâu biết đường ra đâu. Tùy bà nha, bị bắt đừng đổ thừa tôi à. Ê ghẻ, ở đây người ta trồng quá trời chuối luôn ha. Vườn chuối mà. Người ta trồng nhiêu đây chuối chắc phải tốn rất là nhiều hạt đúng không? Cái gì? Chuối mà trồng bằng hạt? Còn chuối gì nữa? Người ta chặt cái thân của nó ghim xuống rồi nó mới lên á. Ai nói ông trồng bằng thân hả? Bà không tin bà về hỏi mẹ bà đi. Đó trời. Cả
cảnh vườn chuối đẹp thơ mộng như thế này mà không làm thơ tiếc quá anh Đặng ha. Thơ gì mày? Thì là thơ đó. Mày biết làm thơ không? Em chùm làm thơ luôn à, anh không biết hả? Đâu mày làm thơ cho tao nghe coi. Anh chuẩn bị nghe ông Hoàng làm thơ nè, chúa tể gieo bằng làm thơ nè nha. Rồi. Gió đưa bụi chuối sao hè, giờ vợ vẫn chơi chút xíu. Ê, cút sao bạn mày, đừng đọc à. Em đã nói là em là ông Hoàng làm thơ, chúa tể gieo bằng mà, không có gieo bằng bậy đâu. Chứ mày định đọc có sao là gì hả? Anh ngóng tai lên mà nghe nè. Em đọc lại nha. Rồi đọc lại đi. Gió đưa bụi chuối sao hè, vì ẩn chơi chút xíu, ai dẹp bị bắt luôn. Ủa là sao mày? Thơ gì lãng nhắc vậy mày? Vì vậy anh không hiểu rồi, để em phân tích cho anh nghe nè. Nghe nè nha. Gió đưa bụi chuối sao hè, là gió đưa bụi chuối đúng không? Ừ. Cây chuối người ta thường trồng ở sau nhà đúng không? Ừ đúng luôn. Thì đó. Rồi em phân tích tiếp với sao cho anh nghe nè. Vì ổn chơi chút xíu là em với anh đang đứng đây nè, là chút bị anh Phú bắt luôn á. Ừ, khen hợp lý mày. Khen. Ừ mày đứng đó quá khen đi, chú anh Phú bắt mày luôn á. Ê thôi mèo, cái gì mày? Bây giờ mày nằm nghe đây đi. Mày nằm đây đi, tao lấy lá chuối tao đắp mày. Đó ừ, nằm đây đó. Được nha. Mày nằm đi. Mà khoan. Gì nó? Mày lựa cái chỗ đẹp ghê luôn á nha. Sao? Cái giò nước nó phun thẳng mặt tao luôn nè. Bây giờ mày nằm xuống đi, gì cái giải? Mà lấy được cái giải không? Nằm xuống đi, lấy được hết. Mày chùm lại cho tao nha. Ừ. Nhưng mà mày đừng đi gần tao nha. Hồi trước cái vụ thằng lé tao bực dữ lắm rồi đó. Rồi. Nhớ nha. Ừ. Rồi nằm đi. Mát không? Trời ơi đà. Đi kem đang mưa vậy đó. Rồi đi ra chỗ khác đi nha. Từ lấy thêm vài tấm nữa mày. Chùm lại đệ. Rồi đệ ơi. Rồi nha. Rồi. Ở đó đi. Rồi đi đi. Còn cái chân tao nữa. Cái chân. Còn cái chân của tao. Dễ mà, mấy này dễ. Bích lại luôn, càng nhiều càng tốt, mình lấy cái giải nữa. Ok. Được chưa? Còn cái chân nữa, còn cái tay trên đây nữa. Ấy lại đại đi. Rồi, từ từ. Đó. Rồi. Rồi ở đó đi nha. Ok. Rồi mày trốn đâu rồi nhả? Mày nằm đó đi, tao cũng trốn gần mày à. Gần, đừng có đi xa nha mày. Ừ. Ê, tao mới nghĩ ra cái chỗ trốn mày nè. Chưa trốn sao? Là trốn, tao cho mày ngồi trên đây nè. Ngồi trên đây xong rồi tao mới lượm được cái này nè. Là tao chùm mày lại á, xong rồi tao cho mày ngồi trên đây. Là anh Phú tưởng mày như là một cái quả chuối vậy đó. Anh Phú không biết đâu. Anh Phú cũng đâu có biết. Là sao? Ý nãy giờ tao cà lâm trang mày luôn rồi. Ý là tao cho mày ngồi trên đây nè, đúng không? Xong rồi tao lấy cái này chùm người mày lại, giống như cái quả chuối đó. Xong rồi anh Phú đi ngang qua, anh Phú đâu có biết đâu. Té sao mày? Trời dễ gì té. Lên đi. Ủa, cái lỗ đâu rồi? Chui vô. Bây giờ cà lâm nữa. Chui vô. Trời, cái áo màu hồng mày nổi quá. Rồi chưa? Kỹ chưa? Kỹ rồi. Cái này là bao luôn rồi đó. Ok. Hồi nãy mình cho Thuận trốn ở trên cái chỗ mà Thuận chuyển mít nha các bạn. Giờ mình sẽ kiếm cái chỗ trốn cho mình nha các bạn. Giờ mình sẽ trèo lên cây đột chuối nha các bạn. Nhà mình sẽ lấy cái này mình chùm lại. Ok. Giờ kiếm cái cây chuối nào hơi ngon chút nha các bạn. Không, phải là ngon luôn nha các bạn. Ngon lành cành đào luôn. Mày đâu rồi nhả? Tao kế bên mày nè. Sao mày núp gần tao? Núp xa tao sợ ma lắm mày ơi. Rồi mày núp gần tao rồi thua rồi sao nữa? Không có thua đâu. Hồi bữa thằng lé nó núp gần tao thua đó. Mày yên tâm đi. Cái này được nè các bạn ơi.
mình sẽ trèo lên cái ngọn này nhé các bạn. Lên rồi nào. Đây là được. Nhấn chỗ đây nhé các bạn. Được nhé. Còn mấy phút rồi. Hơn 10 phút rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm và bắt men thôi. Trong vườn chuối này khá là rậm rạp nha các bạn. Có rất nhiều điểm để mấy em trốn. Tuy nhiên trèo lên đọt chuối là không thể. Bởi vì đơn giản thôi, cây chuối này không thể nào trèo được nha các bạn. Đây. Có ai dưới này không? Đúng kiểu có vẻ nguy trang quá vậy. Không có rồi các bạn. Chắc có thanh niên nào cũng bày định nằm dưới đường mương này trốn nè. Là bỏ hay gì nè. Mình phải đi tìm theo hàng theo lối nha. Ở đây mặc dù chuối dày đặc nhưng mà vẫn có hàng có lối nha các bạn. Phải chịu khó đi lù lù, im lặng, canh núp. Nói chung là đột kích mấy thanh niên này mới được. Chứ mà nói chuyện với lại đi theo kiểu mà sột soạt lớn quá là mấy thanh niên nó chú ý là núp vô là không thấy luôn. Ngoài trời đang mưa khá là lớn nha các bạn. Nhưng mà được cái mấy cái tán lá với lại lá chuối nó che lại bớt rồi. Cho nên mấy anh em mình ở trong này cũng đỡ. Mưa quá thì đứng dưới mấy cái tàu chuối này nè, nó che lại không có ướt nữa. Các bạn coi nè, mưa ướt nhẹp luôn. Ôi, đâu có quầy chuối chín đây nè các bạn. Đi tiếp thôi. Giờ mình đã trèo lên đọt chuối nha các bạn. Đây mình sẽ cầm gai dài ra quay tổng thể xung quanh cho các bạn kia. Ôi xa, quá là mệt. Ê Nhã. Gì? Nằm đây buồn quá mày, mày kể câu chuyện gì vui vui hài hài nghe chơi mày. Câu chuyện hả? À có luôn rồi. Câu chuyện gì? Nhớ kể chuyện hài hài nghe mày. Ok mày luôn. Rồi kể đi. Cái câu chuyện này là ba tao kể lại nha. Ok. Hồi xưa á, ba tao kể trong vườn chuối giống vậy nè. Thường thường ghê lắm. Ê, tao kêu mày kể chuyện hài chứ đâu phải kể chuyện kinh dị đâu mày. Giờ mày có nghe không? À, phải ngày ngày mới chịu nha. Ok mày luôn. Tiếp. Bình thường á, ở trong mấy bụi chuối ghê lắm mày ơi. Ê, không mấy mày pha chút xíu hài hài cho được không mày? Chứ mày đang kể chuyện kinh dị đó. Mày nghe tiếp nè, bớt nói đi. Cái mùa hôm đó, ba tao đang ngồi ở sau hè. Trời thì kéo mây mù mịt, gió thì bắt đầu nổi lên. Sau đó, ba tao nghe trong bụi chuối có những tiếng động kỳ lạ lắm. Gọi sao nữa mày? Sau đó ba tôi tiến lại gần để xem. Rồi ba mày xem cái gì mày? Ba tôi thấy một cảnh tượng ghê lắm. Tiếp tiếp đi mày. Sau đó bầu trời dần dần về đêm. Cái gì ghê mày? Rồi ba mày thấy cái gì? Ba tôi tiến lại gần, tự nhiên có hai bốn người vụt ra. Rồi sao nữa? Ba tôi thấy sợ quá xong cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa chạy vừa la. La cái gì mày? Ba tôi la: trời ơi, có hai con ma cuốn nhau trong bụi chuối. Gì ghê mày? Ghê không ghê? Tao nghe tao còn thấy sợ mà. Mà kể từ đó trở đi, tao mà thấy bụi chuối nào rung là tao không dám lại gần đó. Anh Vũ đi tìm chưa? Tìm nãy giờ rồi, sao không đi trốn? Đang đi trốn nè. Ê Vũ ơi. Trời ơi, đi đứng cái gì vậy, đứng vậy. Vượt chạy nhanh lên. Hả? Chạy té nữa hả? Nhanh lên Vũ tới kìa. Đi. Hả? Kệ bà luôn đi. Phát hiện hai người đã chạy rồi nha các bạn. Ui, trơn quá. Cái nào đây? Ai bị bắt rồi nha các bạn? Ai bị anh Phú bắt rồi nha các bạn? Sao chạy đi? Hả? Dạ. Em vứt ba cái bạch luôn anh Phú. Là sao? Là em đang chạy nó trơn quá em té. Cái thứ ba ghẻ bỏ em đi luôn anh Phú. Ghẹ hả? Cái chạy chung với ghẹ hả? Dạ. Ghẹ đâu? Ghẹ. Thôi em không nói nữa Phú. Vậy là hai người hồi nãy mới phát hiện chạy chung đó chính là Ái và ghẹ nha các bạn. Ái mới vô tình nói để lộ ghẹ chạy chung. Thanh niên ghẹ cũng vòng vòng đi thôi. Tại này thấy hai người đang chạy lặng.
đứa nào đây, một cái bóng trắng các bạn ghẻ. Lú lú cái đầu ra cái áo trắng nữa các bạn. Đi chơi chút tìm mà mặc áo trắng à em. Không rồi, tại về ngái đi. Là em thắng lâu rồi anh Phú ơi. Gì? Không tại ngái là em thắng lâu rồi. Sao vậy? Con ngái nó giúp té hai lần làm em phải đỡ nó hai lần, mất thời gian cũng chết luôn Phú. Trời ơi, thấy mấy thanh niên này nói chuyện rồ mình rình theo nha các bạn. Rồi về vị trí tập kết đi em. Núp vậy mà cũng em Phú bắt nữa. Núp cái gì? Núp mà đưa cái đầu lú đầu đưa nguyên cái người mình trắng đó, hỏi sao không bị bắt. Và rút kinh nghiệm cho những lần trước thì ngày hôm nay mình đi bắt mấy em là mình mặc áo đen nha các bạn. Không mặc áo trắng để quá nổi, nhiều khi nổi quá mấy em thấy. Ê thôi, tao nghe tiếng Phú rồi kìa. Ủa anh Phú đi tìm mày hả? Mày nằm im đi, đừng có la nữa, nằm im nó đi. Có nghe lại để giờ tao chạy tao đến làm hướng cho. Mình nghe tiếng ai đó đang rù rì đằng này. Không, không. Hình như có ai đó đang đằng này. Nhớ, để cho tao. Nghe tiếng. Ai đây? Chạy cái gì vậy? Chạy hả? Dưới xí nhà khỏi chạy em ơi, qua đây khỏi chạy. Nói chuyện với ai lớn vậy? Không có ai nữa rồi. Thì đâu? Em nói chuyện mình. Ờ đó mình đi trốn tìm mà làm như cái chợ đó chưa đi trang rồi chợ vậy các bạn. Trời ơi trời, chạy trượt chân dự hên có cái chuối bám phiếu đây. Rồi về điểm tập kết đi em. Ủa mà nó hỏi nè. Dạ. Sao tự nhiên không núp luôn nữa, bôi chuối đi chạy chi vậy? Em hả anh Phú, em nghe tiếng anh Phú em mới chạy đó. Với lại nãy em đâu núp trong lùm đâu, em núp em lấy lá chuối em đắp lên mà. Lấy chuối đắp lên luôn. Chính thuật ghê vậy ta. À, thấy chưa? Hồi nãy mình có quay cái cảnh mà lá chuối đắp phụ lên đường mương. Mà sao hồi nãy mấy đứa không trốn đường mương nhỉ? Ghê. Rồi về vị trí tập kết em. Nghe rõ ràng hai người nói chuyện nhau vòng vòng đây nè. Này nhà nó nói trên đường này. Trốn gì vậy? Trời ơi. Trốn gì vậy em? Nghĩ rồi. Rõ ràng mình tối mình bị đằng kia kìa. Mình nghe tiếng hai thanh niên nói chuyện rù rì lớn lắm. Nghi lắm. Bắt một thanh niên chạy, một thanh niên cố gắng nằm lại đây. Mệt. Rồi, nó lấy cái giải. Cái giải gì nữa? Rồi mời em về điểm tập kết. Để cho em nói cái này cái phút. Nói gì? Mà nói đi nói lại cũng sao? Khoảng 3 tập chúng tìm rồi đó anh Phú. Ba tập gần đây nhất nha. Sao? Mà em toàn bị bắt đầu tiên với thứ hai mà anh Phú ơi. Buồn thì chứ. Buồn gì xui ráng chịu nha các bạn. Hồi nãy mình nghe rồi. Hai thanh niên nghe rõ ràng hai tiếng người nói chuyện với nhau. Mà tự nhiên có một người chạy à. Khoanh vùng liền, đi tìm vòng vòng. Ai về? Thanh niên kia nằm bên kia kìa. Thanh niên nằm kế bên luôn. Trẻ còn đạp bên ngực em nữa nè anh Phú. Ai đạp? Nhả xe anh Phú. Thế thôi tưởng anh đạp chứ anh làm gì có đạp, anh chạy đường ngoài kia mà. Đạp muốn chết luôn. Rồi về điểm tập kết em. Như vậy là đã bắt được 4 người rồi nha các anh. Hồi nãy mình chụm bao các bạn. Nóng quá nãy mình tháo rồi. Thì mình sẽ kiếm góc này trốn. Mình trốn tạm ở đây đi. Nước văng quá các bạn. Người ta tưới cây nước văng. Anh Phú cái này ra, anh Phú muốn. Thì các bạn, anh Phú đi không? Chờ đây, Phú chờ đây. Tiếp tục đến cái clip thứ 3. Đây là cái clip trồng chuối thứ 3 nha các bạn. Cái thanh niên này trốn khá là kỹ. Một cái bóng trắng phía trước. Một cái bóng trắng phía trước. Không biết thanh niên nào đây. Thanh chuối còn gì. Chết anh Phú rồi các bạn ơi. Chết anh Phú. Chết kìa. Bé chậm anh tên quýt rồi nhé các bạn. Quá trời dây. Ây da. Ây da. Đâu rồi? Ây da. Ây da té cái. Cái mùi chuối khá là trên nha các bạn. Rồi mất dấu luôn rồi. Trời ơi. Hồi nãy mà không té chắc chắn bắt được thanh niên đó rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ núp dưới cái đường mương này nha các bạn.
sẽ lấy ra chuối. Giờ mới tạo lá chuối rồi các bạn. Đục xuống đường luôn. Thôi giờ mình trèo lên đi chỗ khác bạn ơi, chứ không cứu kiếm ra nữa. Dạ mình đi kiếm chỗ khác chứ. Ôi thì cái tình bắt tìm một khu vực rộng lớn lắm rồi nha các bạn, chỉ sợ mấy tên này nó chạy ngược lại thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào cái vùng mới, qua một cái bên luôn, né ra nha các bạn. Hiểu quá. Ồ ông bò dồ dẻ luôn á. Đó. Hiểu quá. Trời. Cái gì đây? Đứa nào đây? Em nào? Thôi anh tí. Trời ơi, nó núp đây các bạn. Đi xuống em. Núp gì kín vậy à? Ủa anh thấy em hả? Sao không thấy, tự nhiên khơi khơi nguyên cái bọc mũ chà bá nằm trên cái khung. Cái khung này là để người ta truyền chuối về nha các bạn. Truyền chuối về kho, về xưởng. Đó, mỗi lần mà thu hoạch chuối cái đầu người ta đẩy chuối về theo cái đường khung này. Mà tự nhiên đâu trên khung có cái bọc ngủ nghi nghi. Còn bình thường chuối người ta quầy người ta sẽ đu đưa trên cái thanh chuối. Còn ông nội này, ông chồng kêu gì ông lúa ai cái danh ra. Sao anh nói là anh không thấy em à? Sao không thấy? Mù đâu không thấy, đuôi đâu không thấy. Đi xuống. Đang làm gì kìa? Đọc tin tức trên Link Story nè. Dạo này tình hình Cuba căng thế mày. Sao căng mày? Bị bác Putin đánh đó. Gì mày? Tào lao mày. Tao nghe nói Ukraine bị đánh mà mày. Làm gì có Ukraine nào mày. Mày mới tào lao á. Làm gì có nước Cuba nào bị đánh mà căng. Thôi mày ơi, nói chuyện với mấy thằng mù tin tức như mày chán quá. Ủa mày tải cái app này về lâu chưa mà nhiều điểm thưởng như mày? Tao cài chung nít với anh Phú mới được nhiều điểm thưởng vậy đó. Cái app Link Story này nè đang có mặt trên 20 quốc gia với hơn 20 triệu người dùng và được nhiều người giới thiệu trên TikTok và YouTube. Hai anh bay làm gì to nhỏ đây anh Phú kia kìa. Có luôn hả? Thiệt. Trời ơi. Không vậy mà đứng con gắn các bạn giật mình. Giật mình. Ok rồi các bạn, cho mình im nè. Giờ mình sẽ nằm im ở đây luôn. Mình đi kiếm cái bụi chuối nào gần gần như mình núp á. Mình núp đây đi. Núp đây anh Phú không thấy mình đâu. Ê, thằng nhái. Ủa, ai kêu hả? Thằng nhái. Ai hả? Thằng nhái kìa các bạn. Nhái. Ai hả? Mày đâu? Đây, tao chừng cái chuyến này nha. Ủa? Làm gì mày trốn được chả nè? Trời, trốn như đây được mới hay chứ mày. Sao mày trốn được trên đó hay hả? Trời ơi. Mày nãy mình thu với cái gì vậy? Đúng rồi, ba chuyến đường mưa luôn. Ghê vậy. Mày kiếm cái chỗ nào mà trốn đi. Để trốn chỗ nào giờ? Để tôi trốn ở đây luôn ha. Sao biết được? Núp. Mình tao núp dưới đây được ha. Tôi trốn ở đây nha. Tôi trốn đây nha. Được không? Thì mày trốn chỗ nào cũng được. Rồi. Nhưng mà đừng gần tới quá được rồi. Ngay đây rồi. Trốn chỗ này cũng ổn với cái này, không có ai phát hiện hết á. Có điều khó thở thôi. Mình cũng phải gán chịu đựng
đi lấy cái giải mới được chị Lan. Mày có điều hơi nào cái xíu. Không biết anh Phú kiếm được bao nhiêu người rồi trời. Hơn 4 tiếng rưỡi trôi qua rồi các bạn. Mấy cái rãnh mương phải tìm kỹ nha. Ở trên thì tìm nãy giờ kỹ lắm rồi. Diện tích khu vực này mình phải giới hạn lại là 10.000 mét vuông thôi, chứ đúng là hoàng ở đây ít nhất cũng phải gần 80 đến 90.000 mét vuông á. Mình giới hạn chỉ cho mấy em trốn ở trong phạm vi 10.000 mét vuông thôi. Chứ nhiều khi dài quá, rộng quá, lớn quá tìm không nổi các bạn. Gần 5 tiếng đồng hồ thôi mà mới tìm được 5 người nha. 5 người thôi. Đây Đẳng ơi. Xuống này nói chuyện chút đi. Không nói, tao xuống nó không lên sao được. Thì tao mày ngồi đây nói chuyện chút đi. Chuyện không thấy anh Phú đâu luôn trời. Xung quanh ta toàn là chuối. Mày kiếm chỗ trốn đi Thành. Cái gì? Kiếm chỗ trốn đi. Lãnh Phú ra đi kiếm. Ừ. À tao thấy cái bào nè. Đi kiếm cái bào nữa. À tao có một cách này rồi. Camera sao ta? Mày xuống phụ tao đi, xong rồi leo lên. Sao ta? Nếu mình tắt camera mình leo lên trên cái này các bạn, mình ngồi trên đó luôn. Anh Phú tưởng cái buồng chuối á. Anh Phú không biết đâu. Mình trốn lên nha các bạn. Bên này khá là lý tưởng luôn. Bên Phú biết là không nữa. Bốn tiếng mấy gạch 5 tiếng đồng hồ thôi mà mới bắt được có 5 người các bạn. Vẫn còn tới 3 người. Ngày hôm nay tìm khá là mệt nha. Phú đang lại gần nghe tiếng anh Phú các bạn. Đó. Mỗi lần mà thực hiện cái thử thách này phải nói là cực kỳ gian nan luôn các bạn. Cái gì đây? Tìm kỹ hết mấy cái đống chuối. Ê, chút thôi, hết rồi. Cơ này các bạn. Nào, hết rồi. Ôi trời. Ôi trời. Dương Quỳnh. Tiếng hoài nha. Đúng, đúng bắt được á. Nhóc luôn. Ủa đứa nào bày. Anh hỏi nghe nè. Hồi nãy đứa nào bày cái ô y chang như là cái ô này nè. Mà tút tút đằng kia anh tìm không thấy. Đứa nào không biết. Y chang cái ô này luôn nè. Mà tút 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 đằng kia kìa. Đằng kia hay là bên này gì nè. Anh không nhớ. Nói chung là ở đây rất là nhiều clip nha các bạn. Hồi giật giật ra thấy cái mái tóc hết hồn luôn. Hồn cái này chứ. Đi lên. Rồi đây hết thắng rồi. Bị bắt thứ mấy ta? Thứ 6. Người thứ 6 bị bắt nha các bạn. Ồ thứ 6 cũng được rồi anh Phú ơi. Ôi trời. Tìm mấy thanh niên này đuối thiệt. Đến chỗ đó tính ra là cũng kỳ đó. Nhưng mà nãy giờ theo ý định của anh là anh sẽ tìm hết những cái dãy cái clip trên bờ trước. Sau đó anh sẽ tìm dưới đường mương. Tìm một hồi thế nào cũng ra rồi các bạn. Chạy thì không để chạy hoài. Hỏi anh hỏi nè, nãy giờ có chạy tới chạy lui không? Có chứ Phú, chạy đi lấy lá anh Phú. Lấy lá hả? Đúng rồi, lấy lá. Em gom tên bò này, ta cắt cái dục anh Phú. Còn hai thanh niên nữa. Rồi về điểm tập kết đi. Ủa? 6 người rồi nha các bạn. Ai nói ai anh Phú? Còn Đặng nè, Thành Nhái. Mới bắt trước cưng á là Thuận Lé. Thuận Tí, nhầm các bạn. Tại nó bị lé, thì gọi Thuận Lé không à. Về điểm tập kết đi em. Sao gót lại dưới đây luôn rồi. Để mình xuống mình đụm lên. Trời cũng bắt đầu tạnh mưa rồi các bạn. Trời quang mây tạnh rồi. Nãy giờ mưa đi tìm lạnh muốn chết luôn. Dưới đường mương mà thấy mấy cái lá tươi tươi á, lá cây xanh xanh á, là mấy thanh niên nó trốn vào đó đó. Con người nói chuyện. Con người nói chuyện đi các bạn. Đi trước, đi trước. Con người nói chuyện. Đi dưới đường mưa phía trước các bạn.
Trốn trên đây gồng mệt quá các bạn ơi. Trốn đây cao với lại sợ nó cái chú này nó gãy nữa. Mấy thanh niên đang xù xì đâu đây nè. Có tiếng người nói chuyện nha các bạn. Lúng lắm. Khỏi chạy luôn em. Xíu làm nhái nha. Này đi trèo leo. Anh đâu đây nữa hả? Gì? Anh đâu đây hả? Thì đi bắt cưng chứ đi đâu đây trời. Đi làm gì chỗ này hả? Em cái này em gớt xuống này em định lụm anh em trốn trên này nè Phú. Trốn lên trên này? Đúng rồi. Anh nói cứ nghe nè. Anh mới bắt Thuận Tí mà cũng giống cái lồng này nha các bạn. Nhưng mà tút mi mi đằng kia kìa. Ở trong vườn chuối nó có rất là nhiều cái lồng như vậy để anh chuyển về. Đây là những cái cây này. Đưa chuối về nè các bạn. Đó. Rồng rọc chạy về nè. Rồi. Này em nói chuyện ai hả? Em nói chuyện với Đảng. Ờ quá lông. Chứ chuyện với các bạn. Đảng hả? À? Không nói chuyện với các bạn. Còn Đảng đâu? Mà Đảng là người cuối cùng quay. Cưng Mi Bách là người thứ bảy rồi đó. Đảng là người cuối cùng quay. Đảng đâu? Ủa gì hả? Đảng đâu? Đảng hả? Anh đừng dụ em nha. Anh nói thiệt. Nói dốc dây liền á. Ok. Rồi Đảng đâu? Đảng ơi. Đảng. Đâu nó nấp ở đâu? Anh kia không? Đâu? Ở cà. Ký đột. Trời. Sao chạy đến đọt được hay hả? Trời, vậy mà hai chín phút. Trời, xuống. Ủa cái chuối. Không, mình không nghĩ luôn nha các bạn. Mình không nghĩ là có khả năng lại chèo lên được cái chuối này luôn các bạn. Đi xuống em. Em thắng được kìa. Thiệt anh Phú? Thiệt, chứ thắng rồi. Anh Phú vụ á. Thiệt, chứ vụ gì? Xuống đi. Thiệt không? Thiệt. Thành nhái chị cưng không lẽ anh chơi anh với anh đến mức độ anh kêu thành nhái. Không phải, ý là lên được mà xuống không được á. Gì? Ý em là lên được mà xuống không được á. Lên sao xuống vậy? Để tôi hướng cho. Đi xuống. Ờ trời, giờ lên được mà xuống không được anh hai. Cầm giùm em camera. Đây đi xuống. Lên được mà xuống không được. Hồi nãy lên bằng cái nào? Em bò từ từ lên á. Không có người đỡ luôn. Không. Hay hả? Lên được phải xuống được chứ. Ừ, lên được mà xuống được chứ kỳ vậy. Trời ơi. Bắt mấy thanh niên này cực khổ thì chứ các bạn. 7 tiếng đúng không? Rồi, nhanh chân về điểm tập kết nè. Trễ rồi. Mấy anh em mình chơi tổng cộng là hơn 7 tiếng đồng hồ nha các bạn. Từ lúc 8 giờ mà bây giờ là 3 giờ mấy, gần 4 giờ chiều luôn rồi. Đi. Gì hả? Nó nhảy qua nó gớt vậy Phú. Lôi lên. Có cái đường mương nhỏ xíu mà nhảy cũng không qua nữa, bó tay. Rồi. Và bây giờ là phần quan trọng của thử thách ngày hôm nay, đó chính là phần tổng kết và trao giải nha các bạn. Qua cái trò chơi này gì mà vỗ tay? Vỗ tay lấy giải thưởng. Nói chung là người ngỡ may đấy, y chang như là chuột lột. Y chang như heo mọi luôn chứ chuột lột gì. Chơi trong này nói chung là phải sâu sát nhiều thứ lắm nha các bạn. Nhất là cái mũ chuối. Mũ chuối dính vô thì khỏi nói luôn. Đây nè Phú, 7 nè. Hả? 7 nè. Chạy vì vướng mấy cái dây nè các bạn. Mấy cái dây thì người ta để dằn chuối lại, để cho cây chuối không bị đổ ngã. Chuối ở đây là loại chuối nông sản cực kỳ có giá trị luôn nha các bạn. Chuối châu Mỹ đúng không? Đúng rồi. Chuối châu Mỹ chứ không phải là chuối già bình thường của mình đâu các bạn. Hồi nãy mình có hỏi cái bác làm nông ở đây nè, bác làm cái vườn chuối này nè, bác nói sao qua cái trò chơi này, ai có ý kiến gì không? Vui anh Phú. Vui. Em trước đây em thấy cái trò chơi này là tốn nhiều sức khỏe anh Phú, nhưng mà nó mạnh mẽ. Là sao? Sức khỏe nó mạnh mẽ là sao ta? Là nói chung là cái này là cầm này vô nói cho rõ. Trời ơi, mà đứa này chứ vậy. Để cái mic vô người ta mà. Cái này là em thấy trò chơi này chạy khá là mỏi chân nha anh Phú. Với lại anh không cho sữa em uống cho nên em khát nước. Còn em đang trên kia xuống lụm cái bịch mũ anh bắt em nữa. Kể mấy đứa nghe này mới vui nè. Anh nghe hai đứa nó nói chuyện mà không biết đứa nào. Cái anh đi lại gần cái thanh niên này tưởng giống như là ta đây là ở một vùng này là an toàn rồi. Tự nhiên đang ngồi lọt chọt lụm cái bọc mũ đi trèo lên cái khung mà khung chuyện chuối đó. Trèo lên lò mò cái rớt cái bọc mũ. Nhảy xuống lụm bọc mũ đi lên. Thấy hắn đang lò mò chụp đầu. Mà Đặng mới ghê. Biết Đặng chỗ đâu không? Chỗ nào không? Lên tới cái đọt chuối. Wow. Gì Đặng? Ghê vậy Đặng? Ừ, anh đang thắc mắc sao mà trèo lên cái chuối được hay nè. Còn em chơi ngu anh Phú. Thì sao? Đi vô nguyên ổ ong lấy lá chuối nó đánh hai mũ. Anh nói rồi, hồi nãy thấy mấy cái ổ ong mấy đứa phải né ra chứ. Ôi trời. Thế ong nhỏ nha, ong chuối thôi. Nó không là cái con ong chuối phải cái con ong nhỏ đúng không? Đúng rồi. Nó màu sọc và vàng đen này nọ cái á. Nói đây Phú. Ừ. Phú ơi. Rồi cho ai nói trước đây nè. Em nói rồi nè, em nói kêu em nói em không nói. Cái cuối. Rồi em đi em thấy gắn nó Phú. Có thấy không? Thấy. Có bắt nó không?
Em để em sửa gắn, anh kêu anh đi bắt gắn. Gặp quà thương là lụm luôn rồi, đúng không? Thấy rắn lụm liền. Rồi con chị đẹp này, nói gì nói đi, sao cứ cà hước hoài vậy? Anh với em chị Vĩnh Phú, em té 3 lần luôn anh Phú. Té 3 lần. Người ta chạy té một lần mất sạn rồi, bà té tới 3 lần luôn. Nước hết trơn rồi anh Phú. Ủa mà cưng trốn với ai mà cưng té tới 3 lần? Đừng nghĩ lần sau em không trốn. Anh cũng đang thắc mắc nè, anh thắc mắc nè. Ủa? Hồi em nãy anh nói, anh kể mới đứa nghe, trong quá trình anh đi tìm á thì anh thấy có hai người đi nói chuyện với nhau rất là lớn. Nói chuyện lớn dữ dằn lắm. Nói chuyện gì không biết. Cái đầu lúc mà anh dí chạy nha. Nha, mà chạy cũng nhanh lắm chứ không? Một hồi mất dấu tích. Này khéo nè. Nhất là ông này ông khéo nè. Ông núp cho bụi chuối. Mà sao nhiên bỏ lại bà này ở lại. Giờ nghe nói té anh mới biết. Thì ra tự nhiên sao ổn nó lại phải chạy nữa sao? Tự nhiên nó đi cả nói chung là đi xi cà nhắc á. Anh biết sao không? Sao? Cái đầu tiên là thật đỡ em lên à. Sau em té lần thứ hai thật đỡ em lên. Cái thứ ba thật bỏ luôn. Kỳ vậy. Tè em cho đâu. Anh sắp tới đích luôn rồi mà. Sao đó? Hồi đó mẹ em đỡ là em chết luôn. À kiểu như bọt của chạy lấy người ha. Đúng rồi. Mà cũng đi bắt luôn. Cũng đi bắt luôn. Rồi. Đây anh cho. Còn em sao? Em thì thắng không quan trọng. Miễn đồng đội em thắng là được rồi. Ghê hả? À quên, đẳng cấp là đồng đội của Thuật Tiến nha các bạn. Rồi tới lượt em, anh không nhắn em. Gì mày anh em nói rồi. Tới này nè. Rồi, tên này này, có điều gì muốn nói. Em quá bất lực rồi anh Phú ơi. Sao bất lực? Đang ngồi tâm sự với điện thoại ngon lành. Tự nhiên anh đâu anh chạy lên anh bắt em luôn. Lẽ ra cứ nằm im đó là anh đâu có bắt được cưng. Đúng không? Cứ nhộng đầu cứ chạy chi. Em sợ anh lại anh cũng thấy anh Phú. À. Em chán mày thấy ghê luôn á. Tại mày nhiều chuyện chi. Nói chung là hai đứa nói chuyện qua lại đứa nào cũng nhiều chuyện hết trơn á. Bây giờ là phần quan trọng của trò chơi ngày hôm nay, đó chính là phần trao giải 3 triệu dành cho đội thắng cuộc nha các bạn. 2, 3. Cảm ơn bố. Thôi đến đây mấy anh em mình cũng sẽ kết thúc video nha các bạn. Link tải app Link Tori mấy anh em mình để dưới phần mô tả, các bạn vào đó tải nha. Vào nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón các bạn á. Nhớ tải về sử dụng và trải nghiệm nha các bạn. Đừng quên rồi subscribe phải đối với kim cương mày đi file luôn ơi. Tính chất lượng giá rẻ nha. Quay kìa nhìn hôn càng cao nha các bạn. Quay nhiều nhiều nha các bạn. Chúc bạn may mắn. Bye bye, bye.